Ba con giáp xui xẻo tận mạng trong tháng tư âm lịch năm 2024 Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến à, Nói chung các cụ câu là gì? Thời vận không thông thì mưu cầu vô ích Nó ám chỉ rằng cái thời thế, cái thời điểm Nó cũng sẽ quyết định đến một cái điều rất lớn trong cái vận mệnh của chúng ta Khi mà nắm được cái vận mệnh này, nắm được cái thời thế Thì quý vị cũng sẽ dễ có cơ hội bứt phá trở nên thành công hơn. Và cái điều đen đủi, cái điều xui xẻo là cái điều mà không phải ai cũng mong muốn đúng không? ai muốn điều đó xảy ra cả. Nhưng mà trong cái cuộc đời này thì cái điều đó là cái điều không thể tránh khỏi được. Không thể tránh khỏi được đối với mỗi người. Thì cũng có những cái thời điểm chúng ta gặp may mắn thì cũng phải có những lúc mà chúng ta bị xui xẻo chứ. Và trong cái tháng tư âm lịch ấy, thì các bậc thầy tử vi cũng có dự báo. Trong số 12 con giáp thì có ba con giáp để cái vận mệnh của có cực kỳ xui. Làm gì cũng bị xui rủi và dễ gặp cái vận xui đeo bám liên biên, khiến cho cuộc sống của họ đôi khi gặp nhiều cái bế tắc. để công việc thì gặp nhiều trắc trở, buôn bán thì cũng không được thuận lợi, dễ bị vỡ nợ trắng tay. Vậy thì những con giáp xui xẻo đó là những con giáp nào và quý vị làm thế nào để có được để có thể là gì cải thiện cái vận may của mình trong cái tháng tương lịch này? Và những con giáp này có rơi vào các bạn hay không? thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay để nắm rõ cái vận thế của tháng 4 cũng như là cái vận hạn của mình. Từ đó quý vị sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống để có được một cái tháng may mắn hanh thông từ giờ đến đến cuối năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, chúng ta biết tháng tư âm lịch đó là tháng kỷ tỵ đúng không ạ? Thì cục diện đầu tiên chúng ta có tỵ hợi tương xung. Vậy nên những người tuổi hợi sẽ có lẽ là những con giáp xui xẻo nhất, gặp dễ gặp sao quả tạ, dễ gặp nhiều cái vận đen nhất trong cái tháng tư âm lịch năm 2024 thưa quý vị nói chung ấy cái cục diện tương xung nó xuất hiện trong tháng tư âm lịch nó sẽ đem lại những cái tác động tiêu cực cho những người tuổi hợi khiến cho những người tuổi hợi trở nên nóng nảy hơn bột chộp hơn thậm chí là gì vô tình đắc tội với quý nhân hoặc là đắc tội với những người khác lúc nào mà không hay à, các bạn là những người có suy nghĩ nhanh nhẹn có khả năng ăn nói nhưng nhiều khi các bạn lại nói tranh mất phần của người khác thậm chí là nói mà không suy nghĩ kỹ khiến cho người khác vô tình bị tổn thương À, khuyên các bạn nên ý đến hoàn cảnh của những người xung quanh và vị thế của bản thân nhiều hơn trước khi mà phát ngôn. À, bên cạnh đó, trước khi bắt tay vào làm cái công việc gì thì các bạn cũng nên suy nghĩ thật kỹ, chớ làm việc theo cái cảm hứng nhất thời. Đến khi gặp bằng những cái vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không cố gắng làm việc thì các bạn cũng không thể nào tiến bộ được trong tương lai. À, thưa quý vị, trên thực tế thì cái tháng này nó vẫn còn có nhiều cái cát tinh như là có Nguyệt Mã, có Thiên Vu nó chiếu mệnh. Chỉ cần những người tuổi hợi tập trung vào làm việc và giữ cái thái độ khiêm tốn với mọi người, không khoe khoang, khoang về bản thân, thì vẫn xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Các bạn cũng sẽ vẫn học hỏi được những cái điều mới lạ từ mọi người xung quanh. Muốn phát triển bản thân thì các bạn nên đi học nhiều hơn à, và đừng có ngại vất vả nhất thời. Mọi cái công sức của các bạn bỏ ra ở cái thời điểm này thì đều được đền đáp xứng đáng ở cái tương lai, đúng không ạ? Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và hóa giải những cái vận hạn xấu thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân hợi mão mùi để mà trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi thì bên cạnh cái vận trình công việc nó bị xui xẻo, nó gặp nhiều cái bế tắc thì cái vận trình tài lộc tài chính của những người tuổi hợi cũng khá là ảm đạm trong cái tháng tư âm lịch. À, các bạn không những làm ăn không có lãi mà còn có thể phải bù lỗ cho những cái sai lầm của mình. Cái cục diện tương xung nó cho thấy cái thời điểm này thì những người tuổi hợi thường đưa ra những quyết định nói chung là quá vội vàng hoặc là theo cái cảm hứng nhất thời hoặc là chạy theo cái xu thế nên là dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân, của kẻ xấu. Nhiều cái mối đầu tư tưởng chừng như hứa hẹn nhưng nó lại tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ mà các bạn cũng không hề nhận ra. À, nhiều người ham vui, thiếu tập trung cho cái sự nghiệp nên là cũng dễ xảy ra những cái lỗi lầm, lỗi sai, à, phải tốn cái công sức và cái tiền bạc để mà sửa chữa. Thêm vào đó, à, các bạn tiêu tiền cho cái sở thích cá nhân nhất thời nên là gì? À, tiền túi đã không được thuận rồi lại còn gì? Lại còn vướng phải những cái hao tài tốn của nữa bên cạnh đó cái đại hao nó xuất hiện của những người tuổi hợi trong cái tháng này đây cũng là cái dấu hiệu khuyên các bạn làm gì cũng cần phải tập trung nên hoàn thành tốt các công việc được giao hoặc là những công việc dở dang trước đó nếu mà không thận trọng thì các bạn sẽ gì còn có thể gây tổn thất một cái khoản tiền khá lớn của tập thể nữa tuy nhiên nếu như các bạn chăm chỉ biết mình biết ta không vội vàng không nóng nảy và sẵn sàng sông pha ấy, sẵn sàng học hỏi thì cái cái nguyệt mã cũng như là cái thiên vui nó cũng sẽ đem lại cho các bạn những cái tác động tích cực à, các bạn có thể học hỏi được những kinh nghiệm những kiến thức mới những cái kinh nghiệm quý giá đó là cái tài sản quý giá hơn những cái đồng tiền mà các bạn làm ra à, thưa quý vị thì bên cạnh cái công việc khó khăn tiền bạc nó cũng bị chắc trở thì cái phương diện tình duyên của những người tuổi hợi trong tháng này cũng không có gì là tươi sáng à, các bạn cần phải chú ý hơn đến cái phong cách hành xử của mình cũng như là giữ giữ gìn những gì mà mình đang có nếu mà đã lập gia đình thì bản mệnh cũng thì cần phải chủ động giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Đừng có quá gần gũi với ai đó hoặc là để cho ai đó có cơ hội gần gũi mình. Nếu không làm được điều này thì các bạn rất dễ sa ngã rơi vào những cái tình cảnh tình ngay lý gian gây tổn thương cho những người mình thương yêu nhất. Nếu đang trong một cái mối quan hệ nào đó thì quý vị hãy trông thủy với đối phương, đừng có bắt cá hai tay, đừng có đứng lúc này trông lúc nọ. À, các bạn không biết quý trọng những cái gì mà mình đang có thì sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận bên cạnh đó trong thời gian này những người độc thân thì tốt nhất vẫn nên thận trọng khi mà bước vào một cái mối quan hệ mới à, các bạn quá ngây thơ và cả tin nên là rất dễ bị kẻ xấu lừa lọc à, để nhìn nhận người tốt kẻ xấu thì các bạn nên quan sát hành động của đối phương chứ đừng nghe theo những lời đường mật nhìn chung ấy, trong tháng này thì quý vị nên tập trung vào cái lĩnh vực khác của cuộc sống không nên vội vàng và dễ dãi trong chuyện tình cảm kéo lại tự kéo lên những cái rắc rối vào người. À những người đã có vợ có chồng thì nên quan tâm hơn đến những người thân của mình. Dù bận rộn thì cũng hãy dành thời gian để mà gì quan tâm chăm lo cho nhau mỗi ngày. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để gì à, lưu giữ cái khoảnh khắc hạnh phúc để tăng cường cái may mắn, tăng cường cái vận trình nhân duyên thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam học quý nhân Hợi mão mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Thì bên cạnh cái công việc nó không được thuận lợi thì nói chung ấy trong tháng này thì cái tình hình sức khỏe của những người tuổi hợi cũng không được đảm bảo. Vậy nên quý vị cần phải chú ý khi mà tham gia giao thông hoặc là khi lao động chân tay, tránh làm việc khi mệt mỏi, không tỉnh táo vì rất dễ xảy ra những cái tai nạn bất ngờ ở tứ chi. Quý vị hãy xây dựng cho mình một cái lối sống khoa học Không nên dành quá nhiều thời gian để cho một cái công việc nào đó Kể cả làm việc lẫn vui chơi Nếu không dễ khiến cho cơ thể mệt mỏi, đầu óc lại thiếu tỉnh táo Và rất dễ xảy ra những sai lầm đáng tiếc Nếu mà sắp xếp được thời gian rảnh thì quý vị hãy rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn à, Khi có sức khỏe thì các bạn sẽ có khả năng làm được bất cứ cái điều gì mà mình mong muốn Đó đó là con giáp xui xẻo đầu tiên Tiếp theo, con giáp chia sẻ thứ hai mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi thìn. À, thưa quý vị, nói chung trong tháng tư âm lịch thì cái sự nghiệp của những người tuổi thìn cũng sẽ không đạt được những cái thành tích nào đáng kể trong thời gian này. Chủ yếu là do các bạn cũng không thật sự tập trung, không sự thật sự cố gắng vào bất kỳ công việc gì. Tiếp theo là lại nguyệt lệnh nó lại không ủng hộ nữa. Vậy nên các bạn thường xuyên lo lắng, sợ hãi trước sau dù cơ hội nó có xuất hiện trước mắt thì cũng không dám chủ động nắm bắt à, những cái công việc còn tồn động thì ngày càng chất đống bên cạnh đó cái quá trình công việc nó chưa giải quyết và nhiều cái cơ hội nó bị bỏ lỡ khiến cho các bạn cảm thấy căng thẳng mệt mỏi thất vọng vì chính bản thân của mình thì đây không phải là lúc mà quý vị than thân trách phận à quý vị hãy chủ động tìm cách thay đổi bản thân tìm cách khích lệ cái tinh thần của mình đừng có tiếp tục thụt lùi so với bạn bè hay là với đồng nghiệp nữa nếu mà chưa tìm được cái hướng đi chính xác cho bản thân mình, thì các bạn cũng đừng ngại trao đổi, học hỏi với những người đi trước đáng tin cậy. Đối phương có thể sẽ đưa ra cho các bạn những cái gợi ý hữu ích giúp các bạn hiểu rõ về cái điểm mạnh của mình. Bên cạnh đó, trong cái tháng này ấy, thì cái thiên diêu nó cũng cho thấy các bạn vốn là những người có khả năng giao tiếp. Vậy nên là quý vị hãy mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Khi mà các bạn quen biết với nhiều người, thì các bạn cũng có nhiều cái cơ hội thuận lợi đến với mình hơn gặp khó khăn thì cũng sẽ có người giúp sức vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong thời gian này thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn À, thưa quý vị bên cạnh công việc nó chắc trở thì nói chung ấy với những người tuổi thìn trong cái tháng tương lịch ấy, thì túi tiền cũng không được dùng dính dù làm nghề gì đi chăng nữa thì công việc cũng có dấu hiệu bị trì trệ các bạn khó có thể đạt được cái mục tiêu đã đề ra từ trước đó trong thời gian này những người làm công ăn lương ấy, chỉ cố gắng hoàn thành à, cho xong cái công việc của mình nên các khoản thưởng nóng gần như là không có à, nếu muốn cải thiện cái thu nhập của mình thì các bạn cần phải tốn thêm thời gian công sức cho cái công việc tay trái nữa với những người làm kinh tế, với những người làm buôn bán kinh doanh ấy, thì cái định hướng hiện tại của các bạn có vẻ như không phù hợp nữa. Vì thế mà đồng tiền chảy vào túi cũng không được nhiều và khá là nhỏ giọt. Thì đây cũng là lúc các bạn cần phải phát hiện ra những cái điểm chưa hợp lý trong cái kế hoạch làm ăn của mình để mà thay đổi một cách kịp thời. À, nếu mà có thời gian rảnh thì quý vị cũng đừng ngại tiếp thu thêm những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của người đi trước. Vừa học vừa làm, không nên đầu tư quá lớn ở trong cái lĩnh vực mới như vậy thì các bạn mới có thể hạn chế được những nguy cơ mất tiền mất bạc đấy. À, trong thời gian này quý vị hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình, làm quen với những cái đối tác, những khách hàng mới. À, tuy nhiên à, các bạn cũng không cần phải quá vội vàng ký kết hợp đồng với đối phương mà hãy để đôi bên có thêm thời gian để mà tìm hiểu kỹ về nhau hơn. À, thưa quý vị nói chung trong thời gian này ấy, thì cái vận trình của những người tuổi thìn khá là vất vả, khá là khó khăn. Bên cạnh cái công việc khó khăn tiền bạc nó không được dùng dính nhưng mà ấy, cái vận trình tình duyên đấy có lẽ là là một cái lãi lớn trong cái tháng này thì có thể nói rằng tình duyên là cái điểm sáng rực rỡ trong cái vận trình của những người tuổi thìn trong cái tháng tư lịch à, các bạn sẽ nhận được cái sự ủng hộ và tận hưởng cái hạnh phúc và cái sự yêu mến của, của nhiều người bất kể các bạn còn độc thân hay là những người đã có đôi có cặp hay là những người đã lập gia đình với những người còn độc thân thì cái sao thiên riêng nó giúp các bạn trở nên thu hút hơn trong mắt của những người khác giới ngoại hình và cái tài lẻ mà các bạn đang có ấy, thì chính là cái điểm mạnh đấy khiến cho những người khác giới không thể nào quên nói chung trong tháng tư âm lịch sẽ có người chủ động làm quen với các bạn và cái việc quyết định có dành thời gian cho nhau hay không ấy thì hoàn toàn nằm ở những người tuổi thìn mà thôi vậy nên trong thời gian này quý vị hãy thử mở lòng mình ra và trò chuyện với mọi người xung quanh có thể các bạn sẽ tìm được những người có tâm hồn đồng điệu với mình nếu như mà được như vậy thì quý vị hãy mạnh dạn bước một bước sang cái trang mới của cuộc sống Đừng có lo lắng căng thẳng quá nhiều Còn trong thời gian này với những người đã có đôi có cặp, với những người đã lập gia đình Thì bạn và người ấy là người có trách nhiệm với gia đình Luôn đặt người thân và những bạn bè ở vị trí quan trọng nhất Chính vì vậy mà dù được hoan nghênh và có nhiều cái người tiếp cận Thì các bạn vẫn chủ động giữ khoảng cách với mọi người ở trong gia đình thì các bạn cần phải chú ý lắng nghe cái suy nghĩ cái cảm xúc của các thành viên nhờ vậy mà có thể đưa ra được những cái gợi ý cái hữu ích à, giúp mọi người đấy à, những người thân thì cũng sẵn sàng dành cho bạn những cái hỗ trợ mỗi khi mà cần thiết vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để mà trợ mệnh ngũ thân à, quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn À thưa quý vị à may mắn ở cái mặt tình duyên nó được thuận lợi vậy nên là trong thời gian này sức khỏe của những người tuổi thìn ấy cũng không có gì đáng lo lắng à dù vậy các bạn cũng không được chủ quan thức khuya dậy sớm hoặc là để tiệc tùng quá nhiều hãy giữ cái lối sống khoa học thì các bạn mới luôn có được cái sức khỏe và tinh thần vươn lên cho cuộc sống à khi gặp phải khó khăn thì quý vị cũng đừng có đắm chìm trong những cái suy nghĩ tiêu cực quá lâu à khiến cho bản thân rơi vào cái cảnh là căng thẳng hay là sợ chết hay là mệt mỏi À, các bạn cũng nên tìm cách thư giãn và chia sẻ cùng với mọi người để cảm thấy được nhẹ nhõm hơn. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai là những người tuổi thìn. Tiếp theo con giáp xui xẻo thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi tý. Thưa quý vị, trong cái tháng 4 tháng kỷ tỵ thì căn cứ vào cái lá số tử vi của 12 con giáp thì những người tuổi tý trong tháng này cũng cần phải cố gắng thật nhiều. Nếu mà muốn duy trì cái chất lượng công việc được À, như cái khoảng thời gian trước đó. À, trong tháng này Nguyệt lệnh nó lâm vào đất tuyệt, nó khiến cho à, những người tuổi Tý gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều cái rắc rối. Từ đó, quý vị khó tránh khỏi những cái chuyện là khó khăn, không kịp trở tay. À, có thể các bạn sẽ phải đứng trước ngã rẽ, à, khá nhiều cái sự lựa chọn. À, trong khi mà chính các bạn cũng không hiểu rõ cái mình thực sự mong muốn cái điều gì. Vì vậy mà các bạn thường cảm thấy là quá bấp bênh và không bằng được người này hay là người khác à, những lúc như thế này thì quý vị đừng đừng có ngại hạ cái tôi của mình xuống để hỏi ý kiến của những người xung quanh những cái người đi trước đáng tin cậy có thể đưa ra cho các bạn những lời khuyên hữu ích à, để các bạn có cái nhìn rõ hơn về những cái dự định trong tương lai à, thêm vào đó quý vị hãy nhắc nhở bản thân cần phải kiên trì một khi mà đã bắt tay vào làm việc gì là cần phải quyết tâm đến cùng đừng có vì khó khăn mà bỏ cuộc giữa chừng nếu bạn quá dễ dàng mà bỏ cuộc ấy, thì cái công việc nào cũng dở dang và không đạt được cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Bên cạnh đó, trong cái tháng này, tháng tư âm lịch thì có cái sao xấu, cái 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 thiên hình nó còn cho thấy cái thời điểm này các bạn sẽ phải đối diện với nhiều cái đối thủ cạnh tranh. Nếu mà muốn giành được cái thắng lợi thì các bạn phải biết mình biết ta, không nên kiêu ngạo và không nên lơ là kẻ lại phạm phải, phải những cái sai lầm đáng tiếc. Vì thế, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ hóa giải những cái xung sát những cái thị phi những cái hạn tiểu nhân ám hại à, và những cái cạnh tranh không lành mạnh thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để mà trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tý à, thưa quý vị Bên cạnh cái công việc nó gặp nhiều trắc trở trở ngại thì nói chung ấy tình hình tài chính của những người tuổi tuổi tí trong thời gian này cũng không có dấu hiệu tươi sáng. Các bạn phải chịu ảnh hưởng của nhiều cái sao xấu nên là tiền chảy vào túi nó nhỏ giọt, tiền ra khỏi túi thì liên tục. Nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ rơi vào cảnh là nợ nần chồng chất. Thêm nữa, cái nguyệt lệnh lớp vào đất tuyệt nó khuyên các bạn không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng kinh suất. trước khi mà dốc vốn vào đầu tư hoặc là mua sắm thì cần phải nắm rõ cái tình hình tài chính của mình không nên chạy theo cái xu hướng kiểu cuối cùng lại dẫn tình trạng là sôi hỏng bỏ không à, các bạn là những người sông sáo mạnh mẽ dám nghĩ dám làm nhưng mà không phải lúc nào cũng suy nghĩ cũng là đúng vì vậy à, các bạn đừng quên lắng nghe cái quan điểm cái phân tích của những người đi trước à, tốt nhất là trong thời gian này thì quý vị nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ đang còn dở dang cũng không nên vội vàng dốc hết tiền đầu tư vào một khoản nào đó À, dù có muốn kiếm tiền nhanh trong thời điểm này thì các bạn cũng thì phải bỏ thời gian công sức làm việc thì đường đường chính chính không nên nghĩ đến cái việc là hãm hại người khác kéo tự đẩy mình vào cái cảnh lao tù hay là thị phi à, trong cái việc tiêu dùng hàng ngày thì các bạn cũng hạn chế mua sắm những cái món đồ không thực sự cần thiết những cái khoản chia theo đó tuy nhỏ nhưng mà gộp lại cũng tạo thành một khoản tiền khá khá khi một túi tiền không dư giả như thế à, thì bất đồng đồ nào hay đồng đấy quan trọng nhất của, của quý vị vẫn là gì nên cân đối chi tiêu một cách hợp lý à, thưa quý vị nói chung công việc không thuận lợi tài lộc thì nó cũng không được vượng tiến đấy và cái vận trình tình duyên của những người tuổi tý trong thời gian này cũng vậy những người tuổi tý cũng sẽ phải chuẩn bị đón nhận những cái chuyện không vui trên cái phương diện tình cảm à, trước khi một oán trách người khác thì các bạn cũng cần phải xem lại cái cách nói năng cách hành xử của mình đấy À, với các cặp vợ chồng thì hai người nên bao dung với nhau nhiều hơn, đừng có cái cọ vì những cái chuyện nhỏ nhặt. À, có gì hai người hãy bình tĩnh trao đổi với nhau. À, thử đặt mình vào vị trí của người ấy, có thể các bạn sẽ tìm gì tìm được hoặc là có những cái góc góc nhìn nhận vấn đề một cách khác đi. À, trong những cái công việc quan trọng của gia đình thì các bạn không nên tự ý làm theo cách của mình mà cần trao đổi với người ấy nhiều hơn. À, như vậy thì mới thể hiện được cái sự tôn trọng của mình với đối phương khi rắc rối nó xảy ra thì các bạn cũng cần phải bình tĩnh xem vấn đề nằm ở đâu à, không nên than thân trách phận hoặc là đổ lỗi cho nửa kia à, với những người đang còn độc thân thời điểm này các bạn cũng thường đưa ra những cái yêu cầu khắt khe đối với nửa kia nên là cũng khó tìm được những người ưng ý các bạn gì nhìn nhận ra những cái khuyết điểm của người khác mà không nhận ra mình cũng có những cái thiếu sót tương tự à, vì vậy để khắc phục cái khó khăn và tăng cường cái vận trình nhân duyên thì những người tuổi tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để mà trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý thưa quý vị thì bên cạnh đó thì cái tình hình sức khỏe của những người tuổi tý trong tháng này lại khá là tốt lành đấy gặp được nhiều cái cát lợi khá là ổn định À, dù nhiều áp lực nó ập tới nhưng mà tinh thần của những người tuổi Tý nhìn chung khá ổn định không bị lo nghĩ quá nhiều nếu mà cảm thấy căng thẳng thì những người tuổi Tý cũng đừng ngại tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn bên cạnh đó quý vị hãy cố gắng dành thời gian để mà rèn luyện thể dục thể thao à, thư giãn tinh thần như vậy thì quý vị đã có thêm cái sức khỏe để mà đối diện với những khó khăn trong cuộc sống đó đó là con giáp xui xẻo thứ ba à, thưa quý vị à, tiếp theo con rắp xui xẻo thứ tư mà Tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái tháng tư âm lịch này không khác đó chính là những người tuổi dần à, quý vị thân mến nói chung là căn cứ vào cái vận trình tử vi tháng tư âm lịch của những người tuổi dần trong uh, cái thời gian này ấy, thì những người tuổi dần phải đối mặt với khá nhiều cái khó khăn do cùng diện là gì dần và tị là lục hại vừa hại vừa hình à, không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra được theo đúng ý muốn của các bạn vì thế thay vì cái việc thanh thân trách phận thì quý vị cần phải cổ vũ bản thân cố gắng để mà vượt qua những khó khăn đó cục diện tương hại nó cũng cho thấy là các bạn dễ vướng phải những cái chuyện thị phi rắc rối trong thời điểm này nói chung những người tuổi dần ấy thì quá nóng tính nên là dễ mâu thuẫn dễ cãi cọ với những người khác dễ đắc tội với tiểu nhân lúc nào mà không hay ở à, trong cái tháng tư lịch sẽ có kẻ xấu cố tình tìm cái cách là tung tin đồn không chính xác về các bạn à, tuy nhiên thay vì nóng giận đôi co với mọi người xung quanh ấy thì các bạn cũng nên dùng cái kết quả thực tế để mà chứng minh bản thân À, thành tích các bạn gặt hái được là cái điều mà không ai có thể chối cãi. À, thưa quý vị, ngoài ra ấy, thì các bạn cũng cần phải nghiêm túc tập trung vào cái công việc của mình, à, không nên nghĩ đến cái việc hãm hại hoặc là gì chiếm công lao của những người khác. À, các bạn có những cái hành vi không đúng đắn thì sớm muộn gì cũng phải trả giá một cách đáng. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong tháng Tư âm lịch thì cái Nguyệt lệnh nó là một đất tử nó ảnh hưởng, ảnh hưởng khiến cho gì, quý vị, nói chung là thường xuyên à, có cái cảm giác bi quan tiêu cực về các vấn đề mà mình gặp phải à, tuy nhiên nếu mà không chịu tự tự mình cố gắng ấy tự tìm được cái động lực cho bản thân đấy, thì cái việc nào quý vị cũng sẽ làm dở dang và bỏ lại giữa chừng không đạt được cái mục tiêu mình đã đề ra đấy vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để mà trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. À, thưa quý vị, thì bên cạnh cái công việc nó gặp khó khăn, dễ bị tiểu nhân ám hại, dễ bị kẻ xấu ném đá giấu tay, thì cái tình hình tài chính của những người tuổi dần trong tháng tư âm lịch cũng không được khả quan cho lắm. À dù làm công việc gì đi nữa thì những người tuổi dần cái con đường kiếm tiền ấy, cũng sẽ gặp nhiều trắc trở, nhiều trở ngại, cả do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. À, với những người làm công ăn lương, à, công việc không đạt được cái hiệu quả như mong muốn, nên là các mức lương thưởng cũng gần như là không có. À, các bạn chỉ có thể dựa vào các khoản lương chính của mình, nên là gì? À, quý vị cần phải chú ý đến chuyện chi tiêu, không nên tiêu xài hoang phí, kéo chưa hết tháng đã hết tiền. Còn với những người làm ăn kinh doanh, thì cục diện là tị và dần là lục hại ấy nó cũng cho thấy các bạn sẽ phải đối diện với những cái cạnh tranh khá là gai gắt đến từ đối thủ đến từ thị trường à, đối phương có thể sẽ có nhiều trò chơi xấu hãm hại các bạn hạ bệ danh tiếng của các bạn vì vậy các bạn hãy thật sự tỉnh táo để nhanh chóng phát hiện ra các nguy cơ đến với mình thêm nữa cái nguyệt lệnh nó không ủng hộ nó cũng khuyên các bạn cần phải có cách ứng xử linh hoạt hơn trong nhiều cái tình huống khác nhau như vậy thì mới thu hút được nhiều cái đối tượng khách hàng mới à, nếu mà cái việc làm ăn gặp phải những khó khăn thì các bạn cần phải bình tĩnh để tìm ra cái nguyên nhân và vấn đề đừng có cứng đầu cứng cổ đi theo mãi một cái lối mòn cuối cùng lại gì khiến bị mình bị tụt hậu so với đối phương thưa quý vị thì bên cạnh cái công việc nó khó khăn chắc trở và cái tài lộc thì cũng không được như ý thì trái ngược với những khó khăn những cái thách thức trong sự nghiệp và cái phương diện uh, tiền bạc ấy thì cái phương diện tình duyên của những người tuổi dần lại cực kỳ là phát triển rực rỡ À, các bạn có thể đón nhận nhiều tiên vui cốt là các bạn chịu mở lòng và thật lòng với những người mà quan tâm đến mình à, với những người độc thân thì trong thời gian này được cái sao thái âm nó phù trợ vậy nên các bạn chú ý hơn đến cái ngoại hình và cái cách cư xử của mình nhờ vậy mà dù không nổi bật thì các bạn vẫn có thể thu hút được cái ánh mắt của nhiều người xung quanh ở à, bên cạnh đó trong cái tháng này thì các bạn có thể gì tình cờ gặp gỡ được cái đối tượng phù hợp À, dù mới tiếp xúc nhưng mà cả hai cũng có rất nhiều cái cái chuyện để mà chia sẻ với nhau. À, bạn cảm thấy người đó dường như là có tâm hồn đồng điệu với mình. Một số người có thể sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho những cái đối tượng phù hợp. Vậy nên là quý vị hãy thử trò chuyện với đối phương, à, đừng có giữ những cái suy nghĩ tiêu cực. À, các bạn dần dần sẽ nhận ra những điểm mạnh của đối phương đấy. Còn với những người đã là gia đình thì cái quan hệ giữa bạn và nửa kia thì rất hài hòa ấm áp. À, người ấy thì luôn cổ vũ, động viên, à, tiếp thêm cái sức mạnh khi mà các bạn phải đối diện với những khó khăn. Vì vậy, nếu mà công việc có chuyện gì khó khăn khó giải quyết ấy, thì các bạn cũng đừng ngại tâm sự với người ấy, đừng sợ làm phiền đối phương. À, vợ chồng cùng kề vai sát cánh thì cái quan hệ của hai người sẽ càng ngày càng gần gũi và càng thấu hiểu nhau hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và tăng cường cái vận trình nhân duyên, hòa hợp vợ chồng, à, hóa giải những xung sát thị phi và tăng cường cái tài lộc thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Sức khỏe của những người tuổi dần trong thời gian này cũng may mắn là không gặp phải cái vấn đề gì đáng lo ngại. À, tuy nhiên công việc áp lực không đạt được kết quả như mong muốn có thể khiến cho các bạn cảm thấy căng thẳng áp lực và cảm thấy bi quan. Quý vị hãy tìm cách để thoát khỏi bản thân những cái suy nghĩ tiêu cực này. Nếu không ấy các bạn rất dễ bị stress, gây ảnh hưởng đến cả về thể chất lẫn về tinh thần. À quý vị hãy tâm sự với những người đáng tin cậy nhiều hơn, tham gia vào các hoạt động tập thể dục thể thao, à hít thở cái bầu không khí trong lành để gì? thư giãn bản thân nhiều hơn và có được một cái tinh thần thoải mái để mà à làm việc nó tránh bị sai sót. À, thưa quý vị, à, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp xui xẻo nhất trong cái tháng tư âm lịch tháng kỷ tỵ năm 2024 là giáp thìn. À, trong tháng tư âm lịch chúng ta có bốn con giáp dễ bị vận xui đeo bám liên miên, cuộc sống dễ lâm vào bế tắc. Đó, đó là những con giáp sau. Một là tuổi hợi, hai tuổi thìn, ba tuổi tí, bốn là tuổi dần. Đây là bốn con giáp dễ bị vận xui đeo bám liên miên, cuộc sống dễ bị bế tắc và... À, một số người thì dễ bị gì phá sản trắng tay đó à, hy vọng những cái thông tin mà tử thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế của mình từ đó sẽ có những cái quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống để các bạn có được một cuộc sống tốt đẹp vui vẻ hơn à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn